Dạ, em chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chào MC Hồng Vân. Chào và em. Và bạn gái bên kia, chào khán giả đừng quay. Em tên là Nguyễn Văn Cầu, năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ, em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ xây dựng. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn dạ. lội đường xa xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Rồi còn mình giới thiệu đi cưng. Dạ. À, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, Cầu Ánh Vàng. Dạ. Trời cầu ơi, gì được nấy. Cầu Ánh Sao bây giờ hai bạn này Cầu Ánh Vàng luôn ghê chứ. Cầu Ánh Vàng. Một bạn là quê Quảng Nam, hỏi coi huyện nào. Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? Dạ em ở Đài Lộc, còn anh ạ? Anh ở Tam Kỳ luôn. Dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ cũng không xa lắm. Ở sát bên dạ. mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao dạ. thì năm em về quê mấy lần? Dạ ý là tính là sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp á. Cũng ủa vậy đó hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Rồi vậy là gần gũi rồi. Không lo. Vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. Dạ em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nghe. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ còn IQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. Dạ. Chút phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, thật thà, hay giúp đỡ mọi người. Với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành, hòa nhã, dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cào với bạn bè, cũng hay nhậu. Tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Cũng phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Nó xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ. Kìa. Mà mỗi qua nhìn đàn trai dạ, kìa. Dạ em. Ủa rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu. Đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube. Nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Chừng mực là bao nhiêu lon? Dạ không xỉn biết đường về là được. Không xỉn biết đường về sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không? Dạ em thì em được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Tại vì đợt trước là em hay đi làm xa. Tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại. Mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn, bao lâu rồi cưng? Dạ cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ được 2 năm. Hả? Cũng do việc là đi nhậu hay đi làm công việc suốt rồi không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Yeah. Đúng rồi, lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Chị hỏi em hình dung cái bạn gái bên rào này như thế nào?
Dạ, nói chung là nghe giọng là em đi thích à. Nghe Quảng Nam là thích thì lắm. Quê hương mình là mình thích rồi. Dạ. Đó, đương nhiên rồi. Nhưng mà giọng bạn gái, cái tên về tính cách thì em thấy là rất là ok. Nãy em nghe bạn giới thiệu về mình, em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì em nghĩ là 1m khoảng 58, 59. Ừ, 1m 58, 59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Ừ. Mái tóc thì mái tóc dài. Tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ, màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Da trắng. Da trắng. À. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. Lên. Anh đoán. Tôi là người hiện đại. Hả? Không, Vân không dài, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. À, theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ cao á, thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngái, IQ có nổi ra ngoài ngứa ngái. Rồi tóc ngắn, anh đoán như vậy đó. Dạ. Thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. À. Trời. Tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ, em cắt từ năm 2015 ạ. Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ấy. Dạ, nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa. Nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận. Tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em ế từ trong bụng mẹ ế ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm, mà khó là cũng là một phần. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lại ế. Ủa sao tin tưởng mọi người ế? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng, lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi. Một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng không? Không ai tin nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Em tưởng tượng cái người bên rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên. Dĩ đàn ông hay cao lắm. Em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Còn không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. À, dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ về tính cách thì trưởng chạc, trưởng thành để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí. Bạn này trưởng chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ hồi nãy thì cũng có đi với bạn nhưng mà bạn có việc mất. Rồi bạn về rồi ha. Dạ. À, thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em. Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em chào là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Trước khi anh đăng ký vào chương trình này anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Mới vào nay cũng hơi lạ xíu tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. Chị Vàng nhà em thì có chút khó tính chút xíu. Nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng á, thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi, tới luôn. Rồi, tặng em. À. Bó hoa và... sô cô la. Dạ, em rất là thích đây, món quà này. Tôi cầm cho. Đó.
em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, cảm ơn em rất em nhiều. Em có một đam mê đó là rất là thích làm bánh, và rất là thích đồ ngọt. Cái này là mới làm sáng nay, lúc mà làm thì vừa nhỏ bọt và xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn, nên là anh cứ từ từ. Rồi, anh rất là cảm ơn món quà của em. Dạ. Đây nè, mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó, bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương, vì ngoại hình rất là xinh đẹp. Lạ đúng không? Dạ. Nhìn rất là lạ. Còn bạn gái nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương. Dạ. Lại người Quảng Nam thì rất là tính tình thì rất là thật thà, chất phác. Nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là... Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai. Nhưng mà anh là anh tay cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình, nên anh rất là giúp mẹ. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên, anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn, mà em cũng không thích nấu ăn. Trời ơi, anh thấy nhìn này, anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy em làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi? Thì em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên, tức là cái cơ hội mình tìm hiểu. Đúng xong rồi. Nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Anh cũng mong em cho anh cơ hội. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Như anh có phải là người gia trưởng gái đưa con trai đó? Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người nhận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sự ấm trái tim em. Dạ. Em rồi. Cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi. Vào vị trí, chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay, rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Đó, rồi xong. Lên kìa. Đó, trời ơi. Không ai giành được. Ồ. Rồi, rồi. Rồi xong rồi. Phải mạnh mẽ như thế chứ. Dạ. Coi như là cá gặp về bên nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Trời ơi, cái dạ. Hôn hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Trời ơi, lần đầu. Ủa em mọi người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó. Rồi đây là những món quà mà chúng tôi gửi tặng cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi.